Yeah.
Lời anh yêu không dám khôn vượt thời gian đi. Một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều. Mưa khuya dâng thơ, gió khuya hững hờ. Yêu hắn ngọn trường tơ. Yeah.
Trường Vũ ca đấy rồi. À, Trường Vũ ca đấy. Chế Linh, Chế Linh đầu tiên, thầy thầy của Trường Vũ. Là Trường Vũ ca. Chế Linh hát trước rồi. Chế Linh hát trước rồi Trường Vũ hát sao? Mà Chế Linh nó kéo dài qua Trường Vũ kéo ngắn hơn. Vậy chút nữa Tuấn có ca khúc nào không? Chị làm hay quá. Hay hơn giờ nhà mình đúng không? Trung thực luôn. Hỏi hỏi hay chính luôn. Em muốn thích thế này thôi.
kéo mà rượu cổ á còn mấy 15 ngàn. Vậy giờ vô nước sở đúng không? Vô nước sở đi, vô nước sở đi. Chợ sao không được mà chứ con thì không, không được. Phải nghe, phải nghe mới sướng. Còn phải nghe, nghe càng khổ càng đau.
bài này là em là hơi tăng hơi chết nhỏ gì kìa. Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản, cởi áo bào giả dạng thường dân, giáp cái cần câu ngồi cạnh góc thạch bàn, lòng dương giả mơ màng theo sông nước. Gió lạnh ngàn lao khuya xào xạc, Sở Dương mới tả hồn theo những chiếc lá khô rơi tản mạn. Lòng quân dương bỗng xúc động mũi tơ mành, đưa tay lên vuốt chòm râu bạc, nhấp chén rượu đào và nghiền ngắm chuyện gần xa. Bỗng nhà nhìn sang cảnh gách gấp thạch bàn của một con cua cái đang nằm lột vỏ trong em. Còn con cua được ngày đêm canh giữ vợ hiền, quên cả việc đi tìm mồi cho đỡ. À, phải, câu hai là mấy nhà sau coi về vợ hiền trứng cát, vợ chồng vua mới sánh vai nhau vào mép cành giang hà. Sở Dương mới theo dõi đôi cua đang âu yếm đậm đà, nhà mới cất tiếng khen rằng lành thay cái tình chồng vợ đẹp mấy chữ tàu khang. Loài vật còn biết thương nhau, huống chi loài người ai dám xem thấu luân thường đạo lý. Sách có câu nhất nhất đồng sạc chung giả ái, nhất nhất phu tê hề ba già ân. Thấm thoát tháng lại ngày qua, nước thủy triều xuôi ngược giữa trường giang, qua hồng qua điệp rụng rơi từng cánh mỏng. Đến nhà lột vỏ con cua đực thì con cua cái nó bắt tình đi dọc về nha. Nó bỏ con cua đực nằm hiu trong hang. Con ác phụ nó mới đem lòng tàn nhẫn. Nó đem về cái gì? Nó dẫn về một anh chàng có cây hàm to tướng để xe xác anh chồng sâu xú vô chiên. Còn cô ba. Ba đó, trời ơi, ba. Cô ba đó, cái rồi. Thấm thoát lại cô ba rồi. Mà con ngồi rồi thấy kêu. Anh đang làm ra mất ngồi đó. Dạ, dạ. Tiếng xưa vậy, hát bài gì à? Xưa này có hôn về. Hôn lên như bụng đầu phép như nghệ sĩ. Thì là đi hát mà. Bởi hôn đầu phép dữ lắm. Đấy nên em bởi. Bây giờ sao, tới bài gì vậy? Vui hay buồn? Em biết. Mà hát đàn bản nữa em cho mày điện nha, mày điện nha. Tên Diệp mà tại nó kêu Diệp. Kêu Diệp, nó mới bị Diệp. Tại có được người tên Diệp, nên nó mới kêu Diệp. Mà sao sống bài trong trăng này? Sao sống bài trong trăng? Lấy gì? Người dân với tôi sống trăng trà trang. À, cái đó hả? Tóc gì? Là thấp ạ. À. Thấp ạ. À. Vậy là... người
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại cho nó quay cái hình nó gửi qua bên 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 đi ra rồi cho thành đứa mình. Mà để liên tục chương trình xin gửi đến tặng cho thằng thầy thầy cô chú anh chị ở đây với một bài hát gửi tặng cho những đức năng quân mà có lỡ bỏ quên bà xã ở nhà không không nhớ tới. Đó là bài hát được mà tôi thương vợ tôi.